Chào các bạn, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Giáp Thân trong năm Canh Tý. Phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Giáp Thân năm 2020. Vận trình của con giáp này về cơ bản thuận lợi, công danh và tài lộc đều trên đà phát triển thịnh vượng, song có thể phải đề phòng hỏa tiểu nhân ập tới. Tử vi 2020 cho thấy trong năm tuổi Giáp Thân hại Thái Tuế nên phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng phong thủy may mắn khái quát chung về tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Tuyền Trung Thủy, có ngày sinh từ 23 tháng 1 năm 2004 đến ngày 8 tháng 2 năm 2005. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nam mệnh. Xét về sức khỏe, cung đặt mệnh tử vi Giáp Thân 2020 nam mạng có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Tuế Phá, Thiên Hư, Phục Binh, Thai, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về sức khỏe không được tốt. Sức khỏe trong năm 2020, tuổi Giáp Thân nam mệnh cần chú ý tới bệnh về máu huyết, thận hư hay là đường tiêu hóa kém. Xét về phương diện tình cảm, quan hệ bạn bè, anh em, họ hàng, theo sao chiếu mệnh và sao hạn năm thì về đường tình duyên đối với tuổi Giáp Thân năm 2020 sẽ chưa có gì khởi sắc, chủ yếu là về quan hệ bạn bè mà thôi, chứ tình duyên thì chưa tới. Cung xung chiếu tử vi tuổi Giáp Thân nam mạng năm 2020 có các sao Thái Tuế, Tướng Quân, Đế Vượng, đây là bộ sao chủ về ra ngoài, thêm được nhiều bạn bè, tuy nhiên thì chú ý lời ăn tiếng nói hay bị bạn bè nói xấu sau lưng. Cung tam hợp tử vi nam Giáp Thân 2020 có các sao Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh, Vượng Các, Giải Thần, Thanh Long, Quan Đới, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về có lộc về ăn uống, tuy nhiên chú ý trong nhà có tăng tóc hay là có chuyện buồn đưa tới. Xét về phương diện học hành, đối với việc học hành thì trong năm 2020 tuổi Giáp Thân, tuy có người giúp đỡ, kết quả học tập thì lại không đạt được như mong muốn. Tài lộc, tuổi Giáp Thân chú ý mất mát của cải hay là tiền bạc do người khác lấy mất. Để tài lộc tăng hãy sử dụng bát bảo tâm kinh. Bát bảo tâm kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn. Mặt sau là bát nhã tâm kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Cung đặt mệnh tử vi Giáp Thân 2020 nam mạng có các sao Thiên Việt, Thiên Phúc, Tuế Phá, Thiên Hư, Phục Binh, Thai, Thiên Khốc, Triệt. Đây là bộ sao chủ về có người mất mát. Đây là bộ sao chủ về có ý mất mát của cải tiền bạc. Tử vi Giáp Thân 2020 nam mạng hung hay cát. Năm 2020 tuổi Giáp Thân nam mạng tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng vì sức khỏe không được tốt nên cũng ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe và công việc làm ăn trong gia đình, gặp nhiều khó khăn, chú ý mất mát của cải tiền bạc. Hãy thỉnh vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì sức khỏe, công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Nam Giáp Thân tháng có vận số tốt là tháng 3 và tháng 9 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 1 và tháng 12 âm lịch. Luận tử vi tuổi Giáp Thân năm 2020 nam mạng theo 12 tháng âm lịch, tháng 1 đầu năm vui xuân, chú ý tới sức khỏe, ốm đau bệnh tật lâu khỏi. Tháng 2, việc học hành không được tốt, ngoài ra thì xuất hành đi lại thì bất lợi. Tháng 3, may mắn về tiền bạc có người giúp đỡ, tuy nhiên sức khỏe, bố mẹ không được tốt. Tháng 4, có tin vui trong gia đình, có hỷ tín trong họ hàng, anh em, bạn bè. Tháng 5, chú ý trong nhà có tang hay là gia đạo bất hòa tình cảm. Tháng 6, chú ý lời ăn tiếng nói, ra ngoài thì tiền bạc hao tán nhiều. Tháng 7, trong nhà thiếu hòa khí nên chú ý về việc thờ cúng trong gia đình. Tháng 8, công việc làm ăn của bố mẹ không được tốt, có liên quan tới giấy tờ, thị phi. Tháng 9, có quý nhân giúp đỡ, ra ngoài gặp nhiều chuyện vui, tuy nhiên thì cũng chú ý xe cộ. Tháng 10, gặp được người mà mình mong nhớ, tuy nhiên thì chú ý tới sức khỏe. Tháng 11, học hành gặp nhiều may mắn, tuy nhiên kết quả đạt được không cao. Tháng 12, ra ngoài chú ý xe cộ, đi lại cẩn thận hay chú ý các vật nhọn đâm phải. Tóm lại, nhìn chung, tử vi tuổi Giáp Thân năm 2020 nam mạng, tuy được hưởng về phần thiên thời nhưng địa lợi không được hưởng.
cho nên việc học hành kết quả không được cao. Trong năm thì cần phải chú ý cẩn thận có tang trong gia đình hay là sức khỏe công việc làm ăn của bố mẹ không được tốt. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện tình cảm, cung tam hợp tử vi Giáp Thân 2020 nữ mạng có các sao: Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới, Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khốc, Triệt, Phượng Các, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khách, Quả Tú, Địa Võng. Đây là bộ sao chủ về công việc trong gia đình không được tốt, tình cảm có chuyện buồn đưa tới, học hành thì kết quả không được cao. Chiếu theo âm dương ngũ hành cho thấy đây là một năm tình cảm không được tốt, tình cảm có sự bất hòa, gia đạo bị xáo trộn, tranh cãi đấu khẩu về lời ăn tiếng nói. Phái nữ nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy, bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương. Để có được sự hấp dẫn hơn với người khác phái thì nên thỉnh khổng tước phỉ thúy. Khổng tước phỉ thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Xét về phương diện sức khỏe trong năm 2020, chú ý cẩn thận về đau đầu, đi lại xe cộ cần lưu ý cẩn thận, hay là chân tay có tỉ vết. Cung đặt mệnh tử vi Giáp Thân 2020 nữ mạng năm 2004 có các sao: Thiên Khôi, Thiên Chủ, Thiên Mã, Tang Môn, Cô Thần, Phi Liêm, Bệnh. Đây là bộ sao chủ về có bệnh về đau đầu, tình cảm gia đình thì không được tốt. Cung xung chiếu tử vi tuổi Giáp Thân nữ mạng năm 2020 có các sao: Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc hao tốn nhiều, ốm đau bệnh tật thì lâu khỏi. Cung nhị hợp tử vi tuổi Giáp Thân năm 2020 nữ mạng có các sao: Thiên Quan, Văn Tinh, Tuyệt, Đại Hao, Trực Phù. Đây là bộ sao chủ về tâm linh, ốm đau bệnh tật lâu khỏi, nên thắp hương cầu cúng gia tiên. Xét về phương diện học hành, việc học hành tuy là tốt nhưng do suy nghĩ về tình cảm mà bị ảnh hưởng tới phần nào kết quả. Nữ Giáp Thân tiền bạc chưa làm ra được bao nhiêu nên biết cách chi tiêu cẩn thận và hợp lý. Kết luận tử vi Giáp Thân năm 2020 nữ mạng sinh năm 2004. Vào năm 2020, tuổi Giáp Thân nữ mạng tuy có quý nhân giúp đỡ nhưng cũng có chuyện buồn phiền đưa tới trong tình cảm gia đình và có bệnh về đau đầu. Nữ Giáp Thân tháng có vận số tốt là tháng 6 và 12 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 2 và tháng 5 âm lịch và tháng 8. Luận tử vi tuổi Giáp Thân năm 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch, tháng 1 có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên chú ý cẩn thận có bệnh về đau đầu. Tháng 2, công việc làm ăn của gia đình không được tốt, tình cảm bạn bè có sự chia ly. Tháng 3, công việc làm ăn của bố mẹ có sự thay đổi, cẩn thận có người nói xấu sau lưng. Tháng 4, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều trong việc học hành và sức khỏe. Tháng 5, trong nhà có sự sửa sang nhà cửa và tình cảm gia đình không được tốt. Tháng 6, trong nhà có chuyện vui về hỷ tín hay là có thêm anh chị trong gia đình. Tháng 7, tiền bạc hao tán nhiều, ra ngoài đau ốm, bệnh tật thì lâu khỏi. Tháng 8, mọi việc làm ăn trong gia đình bình thường, tuy nhiên chú ý sức khỏe của bố mẹ không được tốt. Có quý nhân giúp đỡ trong việc học hành, tuy nhiên thì lại có nhiều sự buồn phiền. Tháng 10, ra ngoài chú ý cẩn thận, có người phá hoại trong tình cảm và sức khỏe kém. Tháng 11, kết quả học tập không được cao, chú ý cẩn thận gặp phải cửa quan. Tháng 12, được hưởng âm đức của tổ tiên, gặp hung hóa cát, mọi việc hanh thông. Tóm lại, nhìn chung tử vi tuổi Giáp Thân năm 2020 nữ mạng sinh năm 2004 sẽ có cuộc sống gia đình không được tốt, đặc biệt là công việc làm ăn của bố mẹ gặp nhiều khó khăn, tiền bạc có sự tiêu pha hao tán nhiều, về tình cảm thì có sự chia ly, ăn uống nên chú ý cẩn thận. Như đã hứa ngay từ đầu, chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Giáp Thân Thái Tuế Phù là bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.